Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình có một cái xè tỏi này nè. Là mình bữa nay mình sẽ làm cái tỏi đen. Đây là mình có 6 ký tỏi. Vừa rồi thì mình cũng làm 6 ký để mình gửi cho Lan ở bên Mỹ, mình mới vừa gửi đi xong. Ngày hôm nay mình sẽ làm tiếp tục. Lan đặt mình làm tiếp nữa, với lại chị Định ở bên Mỹ cũng đặt mình làm tỏi đen nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục là tỏi đen. Ở đây là một bịch gì là nửa ký tỏi bữa nay nó lên. Lúc trước đó mình mua 90 hoặc là 100, bữa nay do dịch này nè, tỏi về không được cho nên tỏi lên tới 120 ký. Nhưng mà mình có mua mình làm cũng là mừng rồi. Khi mua không có, mấy ngày nay là mình đi chợ Bà Giác mình mua không có củ nọ, tên này mình gửi chị bán khô tông mỏ cài, chỉ mua tông mỏ cài giùm mình nè. Giờ mình đổ ra đây, cái nồi của mình thì làm chỉ được có 3 bịch này thôi, 3 bịch này là 1,5 ký. Cái nồi của mình nó không có bự hung. Tỏi đen này có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe dữ lắm các anh chị. Giờ mình đổ vô đây 3 bịch tỏi đây. Nếu như các anh chị và các bạn mà nghe được những cái công dụng của tỏi đen đó, thì các anh chị và các bạn sẽ muốn đi ra chợ để mua tỏi đen về ăn liền, hay hoặc là mình mua cái tỏi này nè. Tỏi này cô đơn, còn gọi là tỏi mồ côi, nó chỉ có một nhánh thôi, là mình sẽ về ăn liền, tặng cho nó có cái công dụng ngay. Nhưng mà mình phải ăn, mình kéo dài một thời gian, nó mới có được cái hiệu quả rất là tốt. Này, tỏi này có rất là nhiều cái công dụng tốt cho sức khỏe, giữ lắm sức tốt. Các anh chị và các bạn, mình khuyên các anh chị và các bạn nên ăn tỏi đen hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho mình. Giờ mình ngâm vô đây một lon bia nè các bạn. Giờ mình rưới lên đây. Mình ngâm vô đây khoảng 20 phút, từ 30 phút 20 phút tới 30 phút, chứ mình đừng có ngâm lâu quá. Mình ngâm một tí xíu thì mình tở một lần. Đây mình ngâm 1,5 ký thì mình ngâm lon bia là được rồi. Mình chịu cực mình tở. Còn nếu không thì mình ngâm 1,5 lon. Còn ngâm 1,5 lon thì mình phí, mình phải khui hết 2 lon bia mới được. Cho nên mình ngâm 1 lon thì mình chịu cực, mình hồi mình trở cái, hồi mình trở cái cho tỏi mình nó thấm vào cái nước bia này nè, để khi mà mình tỏi mình nó lên men á, nó được ngon. Tỏi này là mình làm tỏi lên men tự nhiên, cho nên cái tỏi này nè, điều thứ nhất các anh chị phụ nữ mình á, thì thường hay thích làm đẹp, thì mình ăn nên ăn cái tỏi đen này, nó rất là hiệu quả. Tỏi đen này á, thì mình điều trị nè, làm da mình nhăn nheo thì nó bớt nhăn, nó không còn nhăn nữa. Rồi hai nữa là trị nám, điều trị và hỗ trợ ngăn ngừa nám sạm da, với lại đồi mồi tàn nhang. Thì mình ăn một thời gian thì đồi mồi tàn nhang, da mình nhăn thì nó biến mất hồi nào mình không hay. Thì mình sẽ ăn cái này, nó chống lão hóa rất là hay. Còn giảm mỡ máu trong bụng mình giảm mỡ máu, rồi giảm ngăn ngừa tim mạch và hỗ trợ và ngăn ngừa và điều trị bệnh ung thư, như ung thư dạ dày nè, rồi ung thư gan nè, ung thư vú nè, rồi ung thư đại tràng nè. Nó có rất nhiều cái triệu chứng để mà mình ngăn ngừa, nó tốt dữ lắm, tốt tỏi này nè. Rồi nó còn điều trị được cái tim mạch nè, rồi khớp. Nó ngăn ngừa và điều trị, vừa ngăn ngừa và điều trị. Cũng như mình chưa có bị thì mình ăn trước, mình ăn nữa sau này già mình không có mang bệnh tật, mình ít nhiều bệnh tật. Cho nên mình khuyên các anh chị và các bạn nên ăn tỏi đen hàng ngày. Mình ăn bữa nay, năm nay nữa là gần 3 năm rồi, tháng 10 này nữa là mình 3 năm rồi đó các bạn. Ngày xưa mình bị bú cổ này nè, là mình ăn hết bú luôn. Hết bú cổ, giờ bú cổ mình không còn nữa, hết bú cổ luôn, nó rất là hay. Với mình ăn tỏi đen này nè, mình không có, ví dụ như là mình đi phẫu thuật về, mình mới vừa phẫu thuật về, mình ăn tỏi đen này nè, nó mau lành vết thương. Hay là mình bị nứt, bị tày xước da, mình ăn tỏi đen này cũng rất là mau lành, nó không có bị nhiễm trùng. Nó rất là hay. Mình sẽ đọc những cái công dụng chính của cái tỏi đen này cho các anh chị và các bạn nghe nha, để các anh chị và các bạn có thể làm ăn hay hoặc là mình mua ăn cũng được. Nó có tới 13 cái công dụng chính nè. Hỗ trợ và điều trị huyết áp, tim mạch nè, giảm mỡ máu nè, phòng và điều trị ung thư nè. Tỏi đen là một thành phẩm tuyệt vời cho sức khỏe nè. Tỏi đen tới 13 tác dụng nè. Tỏi đen tiêu diệt hàng chục loại vi khuẩn và virus nè.
ăn tỏi đen ngăn ngừa bệnh ung thư nè, gan, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng nè. Tỏi đen nè, làm chống lão hóa nè, da nhăn nè, nám đồi mồi nè, tàn nhang nè. Tỏi đen là người bạn tuyệt vời với các bệnh nhân nè. Ăn tỏi đen mỗi ngày sẽ tạo ra sự chuyển hóa rõ rệt ở da nè. Các sắc tố trên da được chuyển hóa từ đó, làm sạm da tàn nhang, giúp da trắng mịn. Nó có rất nhiều cái phòng chống lão hóa, oxy hóa nè, hạn chế bệnh tật nè. Nó hay dữ lắm các anh chị và các bạn, giảm đau viêm khớp. Tỏi đen là thành phần được lên men từ tỏi trắng, cũng đây là củ tỏi trắng mình làm thành củ tỏi đen chứ không phải là tự là nó đen. Tăng cường sức đề kháng nè, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị nè, ung thư nè, nó rất là hay đó các bạn. Hôm nay mình làm cái tỏi đen này nè, mình giới thiệu với các anh chị và các bạn. Như các anh chị nào, các bạn thì mình hướng dẫn cái cách làm để mình mua nồi về mình làm. Còn nếu các anh chị và các bạn nào muốn mua thì liên hệ số điện thoại của mình. Qua số điện thoại của mình có trên cái clip. Để muốn mua thì liên hệ với mình, để mà mình mua, muốn mua thì phải đặt trước để mình làm. Tại vì tỏi đen này mình làm tới một tuần mới nó có. Tại vì hiện tại thì mình chỉ có cái nồi mình làm lần được có 1,5 kg thôi, cho nên mình chưa làm được nhiều. Cái nồi làm tỏi đen của mình nè, cái nồi này của Nhật hiệu Gabang nè. Cái nồi này thì mình làm được 1,5 kg tỏi. Còn nếu như mình không có cái nồi này thì mình có thể làm trong cái nồi cơm điện các bạn. Trong nồi cơm điện thì mình làm lâu lắm, tới 20 ngày mới có ăn. Nó gấp 3 lần cái thời gian của cái nồi này nè. Cái nồi này thì mình làm một tuần, cái nồi kia 20 ngày. Nếu mà cái nồi mà cái nắp đậy kín giống như nắp này thì là 20 ngày nha. Chứ như cái nồi cơm điện mà nồi bình thường cái nắp giống như nắp nồi cơm mình dở ra dở vô thì cái nồi đó mình làm không hiệu quả. Cái nồi này thì mình có 3 tầng, ở trong đây nó có 3 tầng như vậy. Cái nồi thì nó cũng giống như cái nồi cơm điện thôi, ở ngoài đây nè, mà nó dày đó, nó màu vậy. Rồi tỏi của mình nãy giờ mình ngâm bia được 20 phút rồi nè các bạn. Giờ mình lấy ra, mình lấy ra cho ráo nước. Củ tỏi cô đơn này nè, mình làm ra thành tỏi đen á. Mình mỗi lần mình ăn vậy là một củ, ngày mình ăn 2 củ. Còn như cái tỏi kia nó nhiều nhánh thì mình ăn mình lậu cực lắm. Mà tỏi kia thì mình làm mau chín hơn tỏi này. Tỏi này mình làm xong rồi mình ăn không có còn cái mùi hăng nữa các bạn. Mình ăn nó ngọt mà nó có vị hơi chua 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 ngon lắm. Ăn liền luôn á. Cái này mình làm tỏi nè, mình để gì nó dính gì luôn nè. Mình kỳ không có ra. Mình làm nhiều lần dữ lắm rồi. Vừa hết cái này là mình làm cái khác mình không có ngưng. Giờ mình bắt đầu mình chất vô trong cái nồi này nha các bạn. Cái nồi này mà của mình là 2 tầng nè. 2 tầng là cái nồi này mình làm được 1,5 kg tỏi. Cái nồi này thì mình làm mình chất cái gì nè, mình không có trở. Còn như mình làm cái nồi cơm điện thì mình phải trở. Cái nồi cơm điện thì mình phải gói vô miếng giấy bạc. Sau đó mình gói cho kín. Rồi sau đó mình để đúng một tuần. Một tuần để cho tỏi mình nó lên men tự nhiên. Mình không có dở ra. Đúng một tuần sau đó thì mình mới dở ra để mình trở tỏi. Trở tỏi rồi sau thì mình cũng gói lại y vậy nữa, gói thiệt kín lại. Rồi mình cũng để y vậy nữa để cho tỏi mình nó lên men. Khi nào mà mình thấy cái củ tỏi mà nó mình ăn vô thấy ngọt ngai mà nó trở thành màu đen rồi á, nó vừa thơm mà vừa ngon vừa ngọt nữa, nó không còn cái mùi hăng của tỏi nữa thì đó là tỏi chín, nó đã lên men rồi, nó chín rồi, nó thành tỏi đen rồi. Cái da ở ngoài thấy không các chị và các bạn nhìn cái tỏi của mình nha, giờ là cái màu đen màu trắng nha, ở trong cũng vẫn là màu trắng nha, cái một tuần sau thì nó thành đen hết luôn. Còn cái này mình để từ từng vậy nè, cho nên mình không có tỏi gì tới, mình để gì tới chín tỏi mình lấy ra luôn hả, mình không có tỏi. Rồi mình làm xong rồi nè các anh chị và các bạn. Đây là cái nồi nè, cái nồi mình không có để gì trong đây nha các bạn. Đó, giờ mình để vô. Mình làm còn dư hết 6 củ. Cái nồi trên này là đậy nè, để kính này luôn nè. Đây, bây giờ mình cho vô cái nồi điện này.
cái mình đi ghim điện vô lại kính lại, giờ mình sắp đi ghim điện. Ghim điện lên rồi nè các anh chị ở bạn, đây là ba gạch nè, là mình chưa có bắt giờ lên nè, mình chưa không có bắt cái nút nào nữa, giờ mình chỉ nhận cái nút này đó. Rồi mình nhận cái nút bên đây là ok, là 240 giờ đó. Rồi này là hết 240 giờ, này là 27 độ C nè, nó từ từ cái độ C nó tăng lên, còn này là giờ, thì từ từ nó hết giờ này là tỏi mình nó chín. Mình xin chào cả nhà, hôm nay mình mua đồ nhiều vậy nè, là mình mua dùm cho cái Lan ở bên Mỹ, Lan có người nhà ở quận 7, thì Lan nhờ mình mua đồ để gửi lên quận 7 cho người nhà của Lan. Mình mới vừa đi mua thịt về nè, mình đi hồi 4 giờ mấy mình mua thịt của Vui nè, này là sườn non nè, sườn non thiệt là non luôn. Lan mua, nhà mình mua là 5 ký sườn non nè, 5 ký thịt đùi, 5 ký bà gọi nè, sườn non này thiệt là non luôn. Sườn non này Vui bán 150 ký nè, mình mua nhiều thì Vui bớt, còn 140. Mình mua mối, nào giờ mình mua làm đặc sữa mình mua của Vui thôi. Mình vô bịch mỗi cái gì là 5 bịch hết. Thịt đùi cũng vậy, thịt đùi thiệt là ngon luôn, thịt đùi này thì 90.000 ký, Vui để cho mình 90.000 ký. Thịt ba gọi này là thịt ba chỉ, thịt ba chỉ này thiệt là ngon luôn. Bà chỉ này thì Vui để cho mình 101 ký. Và đây là hộp vịt, hộp vịt mình mới đi mua về luôn nè, hộp vịt này bị chán rồi, hộp vịt này thì 33.000 một chục. Còn cam này là cam mật nè, cái mật này mình mua tên cái chị vườn thanh long á, đến bữa mình lên vườn thanh long nè, cái mật này thiệt là ngon đó. Cái mật này là 30.000 ký, mình mua dùm cho Lan nè. Hành thì đu đủ, đây là cái bịch rau lan. Giờ mình chuẩn bị để mình gói trứng nè, với lại mình cam mình cho vô thùng. Mình chuẩn bị đi, còn gà nữa, còn 5 con gà nữa, 5 con gà làm chưa xong, chứ nữa mình làm mới xong. Với đậu bắp, đậu bún. Cam này ngọt dữ lắm, cam này mình có mua ăn rồi nè. Cam này ngọt như đường ngay luôn. Giờ mình chất vô cái thùng, chuẩn bị hồi cái anh Thả mình chở đi xuống xe gửi. Giờ mình quấn giấy, cái khăn giấy này nè, mình quấn hột gà, hột vịt gì nè, mình để có hột vịt màu xanh, mình để nó không có bị cấn. Ngày hôm qua mình cũng gửi lên quận 9 hai thùng, mình cũng quấn có hột gà vô, mình cũng quấn gì nè, mà tên quận 9 thì mình gửi nó chưa lưu thông được, mình nhờ người quen đưa đi dùm, chứ quận 9 thì xe gáp cũng chưa có lưu thông lên tới đó. Mấy cái gà, nãy dụng mấy cái gà? Nãy dụng 10 kg.
Cái tỏi của mình bữa nay đáng lẽ 1 2 3 4 chục giờ là nó chín tỏi, mà 2 3 4 giờ chín nhiều lắm các bạn, cho nên mới có 1 tâm giờ là mình thấy tỏi mình đã chín rồi. Giờ mình lấy ra, tới lúc mình làm thì 30 mấy độ C, cái từ từ lên 75 độ C, từ từ
sụt tới xuống, giờ chỉ còn là 50 độ C, 50 độ C là cái tỏi mình ăn được ạ. Tỏi mình thấy ăn được, nó không còn cái vị cay nữa, thì mình lấy ra, chứ mình để lâu quá thì nó chín nhiều quá, cái nó bị ướt, ướt vỏ. Như vậy nè, là cái tỏi mình, cái vỏ ngoài khô queo, mà cái ngoài nó màu trắng, ở trong thì nó màu đen, cái này mình làm cái kiểu này thì nó tỏi nó đẹp, nó ngon nữa. Giờ mình lấy tỏi ra, giờ mình tắt. Đây là cái nồi này mình làm bên cái nồi cơm điện. Cái nồi cơm điện này thì mình làm cũng cùng một ngày với cái nồi làm tỏi. Nhưng mà cái nồi cơm điện thì tới một tuần, một tuần mình mới dở ra mình hâm tỏi, mình để cho đúng một tuần cho tỏi mình lên men tự nhiên. Rồi sau đó từ từ mình một tuần đó mình mới dở ra rồi mình mới tở tỏi. Mỗi ngày mình tở tỏi cho nó đều tỏi. Mình cũng vậy, mình giống như là mình làm bên đây, mình thấy ăn mà hết cái mùi hăng của tỏi, mà của tỏi có vị ngọt đó, thì mình họ không hầm nữa. Mình lấy ra, mình thấy mình ăn ngon thì mình lấy ra. Này thì khoảng 3 tuần mới ăn được. Giờ chưa đậy 1 tuần. Củ tỏi mình giờ nó vậy chứ tông nó nhỏ xíu rồi. Nó bọp giờ, nó khô rồi, nó teo rồi. Tỏi này người ta còn gọi là tỏi mồ côi nữa. Người ta kêu cô đơn á. Cô đơn. Thôi mình có lát cái vỏ rồi hả? Để gì giao luôn. Đâu có, mình để gì giao luôn. Để gì đang người gỡ ra ăn có cái vỏ nó mới bảo vệ được cái củ tỏi. Nó nhẵn xay vậy đó. Nó cũng hả? Nhỏ xíu luôn. Nhỏ xíu là tông cứng ngắc luôn ạ. À. Ngon như lắm. Tỏi thì không. Tỏi mình thấy xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn tỏi với mình cho vui nha. Chị Hai ăn thử củ đi. Chị Hương ăn đi. Ngon nha. Ăn thử rồi. Rồi cho lời đóng góp ý kiến. Ngon. Có một củ nhỏ xíu rồi nè. Nói bài á, để cái mượn mần giùm. Vì mình đâu có cái nồi đâu mình làm mượn mần. Từ cái củ tỏi tươi mà mình làm thành củ tỏi đen. Cái ghế chị đâu, chị ngồi lên. Còn ghế hả? Ngọt, ngon, ngon luôn. Cái này Tết làm để uống nước còn ngon hơn ăn mứt nữa. Được rồi. Ăn nào dữ vậy? Không có để ai lại mời người ta người ăn củ. Ra mắt à? Mắt. Kệ nó. Mày thuốc mà. Nó ăn hồi vậy tính ra mắt lắm à. Ai mình đem ra để trong dĩa với con giấy đi vô. Cái này nó quý lắm. Này như thuốc hả? Gặp mấy người tới thôi cho ăn ngon quá xin về vài củ thì sao. Không lẽ mấy người chỉ đem ra mấy củ. Đúng rồi, mình lấy cái dĩa cũng giống như ly xét đám vậy đó. Như cái cây vậy đó. Cái này bị quý ngon. Hiếm mà. Tỏi này là lúc rồi mình mua cũng khó mua hơn cái lúc trước. Bởi vì ở ngoài Hà Nội nó về không được nè. Tỏi này ở ngoài Hà Nội á. Ký rưỡi này còn được ký không? Chắc được chứ. Hơn à. Hơn. Nó đâu có ấy đâu, nó cũng còn vẫn còn nó teo vô thôi chứ nó. Ủa nó teo vô thôi, đó nhỉ? Vẫn còn nặng mà. Nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn. Ở đây nó bọp vô còn nhỏ xíu à. Nó bọp vô. À, cái này là làm vậy chứ ăn nó không dẻo bằng cái nồi cơm điện ăn nó dẻo rồi, nó dẻo nhẹo luôn. Mốt lấy ra ngon dữ lắm. Dẻo dữ đó, dẻo nhẹo luôn. Rồi á, ăn ngon. Ừ. Hồi lần không có cái nồi đó em làm bằng nồi cơm điện á. Phải nồi cơm điện nó chín từ từ á. Nó dẻo mà làm lâu ăn lắm. Cũng như nó rút từ từ rồi. Ừ. Nồi này mình làm khoảng 1,5 giờ là mình ăn được. Cái rưỡi này thì ngâm lon bia. Ngâm bia nữa hả? Ừ, ngâm bia khoảng 20 phút, 30 phút trở lại rồi chị. Mày để vô hả? Ừ, vớt ráo rồi cái chị để vô. Nó ngon. Ngâm bia vậy nó mới ăn mới tốt. Tỏi đen của mình nè các bạn, ăn ngon dữ lắm. Các anh chị các bạn nào mà có muốn mua tỏi đen thì liên hệ số điện thoại của mình nha. Thì cũng phải đặt trước mình mới có làm được. Chứ liền mua liền thì không có đặt trước rồi, tại vì cũng 5 ngày, 10 ngày, 1 tuần mình mới có. Còn đặt nhiều, mua nhiều thì phải đặt sớm sớm để mình làm. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã có thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ, ủng hộ cho kênh Mỗi Miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.